Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube nhà tôi Vlogs của mình. Con học bài này. À, hôm nay Dương sẽ học bài về cuốn sách so sánh này nha. Đây là cuốn tập so sánh này. Có hả? À, cái tập tô màu nữa các bạn ơi các bạn. Cái này màu đỏ, cái này màu đen, cái này màu hồng, cái màu trắng, cái màu vàng, cái màu trắng kia kìa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình dạy cho các bé. Tập so sánh này rất là dễ, các bé tầm 3 tuổi trở đi là mình có thể học rồi, chứ không phải cần từ 5-6 tuổi là các bé phải biết. Còn ở này là 3 tuổi là mình sẽ dạy cho các bé từ từ nha các bạn. Ở đây bài đầu tiên nè, bây giờ mình sẽ dạy cho Ánh Dương bài đầu tiên nè. Bài học ngắn hơn, dài hơn. Ở đây có bài học và bài luyện tập nữa nha các bạn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi, Ánh Dương ơi, Ánh Dương sẵn sàng chưa con? Sẵn sàng. Rồi, Ánh Dương nói cho mẹ nghe nè. Bài học ngắn hơn, dài hơn. Rồi, Ánh Dương quan sát cho mẹ nha. Ánh Dương quan sát cho mẹ hai chiếc xe ô tô. Chiếc xe ô tô màu đỏ và chiếc xe ô tô màu xanh. Hai chiếc xe này, chiếc xe nào dài hơn vậy con? Màu đỏ dài hơn. À, Ánh Dương nói là chiếc xe màu đỏ dài hơn. Quá hơn Ánh Dương. Vậy còn chiếc xe màu xanh thì như thế nào vậy Ánh Dương? Ngắn hơn. À, chiếc xe ô tô màu xanh thì ngắn hơn so với chiếc xe ô tô màu đỏ đúng không con? À, bài học này là ngắn hơn, dài hơn. Bây giờ mình xuống dưới đây, Ánh Dương nói cho mẹ nghe hình dưới đây là hình gì? Máy bay. À, máy bay là màu gì con? Màu đỏ. Và máy bay màu gì Ánh Dương? À, máy bay màu trắng và máy bay màu đỏ. Ánh Dương nói cho mẹ nghe, chiếc máy bay màu trắng, máy bay màu đỏ, chiếc máy bay nào dài hơn? Dài hơn. Chiếc máy bay nào dài hơn con? Nhìn trong đây nè. Dài hơn cái tay của mẹ luôn mà. Giờ Ánh Dương nhìn đi, trong hai chiếc máy bay này, chiếc máy bay nào dài hơn? Máy bay này dài màu trắng hơn à. À, máy bay màu trắng dài hơn đúng không con? Dạ. Còn chiếc máy bay màu đỏ thì như thế nào con? Ngắn chiều. À, nó ngắn hơn. Giỏi quá. Bây giờ Ánh Dương là biết dài hơn và ngắn hơn rồi. Bây giờ mẹ sẽ qua bên phần luyện tập nha. Ở đây mẹ có hai quả ớt. Ánh Dương cho mẹ biết quả ớt nào ngắn hơn? Ớt này ngắn hơn. À, Ánh Dương chỉ vào quả ớt này đúng không? Quả ớt này ngắn hơn. Còn quả ớt này thì như thế nào? Dài hơn. À, quả ớt này dài hơn, nó to hơn đúng không? Dạ. Giỏi. Đúng rồi, Ánh Dương nói cho mẹ biết nha. Quả ớt ở bên ngoài mình ăn nó sẽ có vị gì? Vị cay. Con nít mình có được ăn ớt không? Không. À, mình thấy ớt mình có lấy mình để mình chơi không? Không. Dạ, không. Con lấy một củ đây ra để con nấu nè. Rồi, bây giờ bài tiếp theo nè. Bé hãy tô màu cho cái bút dài hơn. Bây giờ Dương chỉ cho mẹ cây bút màu xanh và cây bút màu xanh. À, cây bút nào dài hơn? Này dài hơn. Cây bút gì? Cây bút màu cam. À, cây bút màu cam dài hơn. Còn cây bút màu xanh thì như thế nào? Nhỏ hơn. Ngắn hơn. À, cây bút màu xanh ngắn hơn đúng không? Ở đây mình có cây bút màu xanh ngắn hơn. Còn cây bút màu cam thì như thế nào? Bây giờ con khoanh tròn cho mẹ cây bút nào dài hơn. Con khoanh tròn, con dùng một cây bút màu của khoanh tròn đây. Cây bút nào dài hơn, con khoanh tròn lại nói cho mẹ. Nhờ con khoanh tròn cây bút nào dài hơn. Con dùng bút màu đi. Màu xanh. À, rồi lấy cây màu xanh khoanh tròn, cây nào dài hơn chỉ cho mẹ coi. Cây nào dài? Cây nào dài? Con trả lời mẹ. Cây bút màu xanh dài hơn. Cây bút ở trong đây nè, cho chúng tập nè. Cây bút màu xanh và cây bút màu cam, cây bút nào dài hơn? Cây bút này dài hơn. À, vậy con khoanh tròn nó cho mẹ. Con khoanh tròn nó cho mẹ. Khoanh tròn, con khoanh tròn lại. Con khoanh tròn lại. Con cầm bút con khoanh tròn lại. Khoanh tròn lại. Đúng rồi, khoanh tròn cây màu cam. Cây màu cam nó dài, con chỉ khoanh tròn cây màu cam thôi. Rồi, khoanh tròn. Khoanh tròn luôn, khoanh tròn luôn. À, khoanh tròn.
Rồi, giỏi quá. Rồi trên đây mình chưa khoanh nè, người ta kêu là bé hãy khoanh tròn vào quả nào ngắn. Giỏi quá, Như học bài giỏi quá. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo kênh của anh Như nha. Cảm ơn các bạn nha.